Thì buổi trước chúng ta đã làm quen với những khái niệm cũng hết sức là cơ bản và từng cái case study mà anh đã giới thiệu cho các bạn khi mà chúng ta làm việc với một project thực tế. Tiếp tục ở buổi này, chúng ta sẽ đi ứng dụng nó vào, ứng dụng những cái khái niệm có trong database và để chúng ta áp dụng nó vào trong một cái database cụ thể. Và để có được một cái database cụ thể thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về các câu lệnh cơ bản nhất trong SQL hay là MySQL, và chúng ta sẽ sử dụng những câu lệnh đó để chúng ta làm việc với bảng, chúng ta làm việc với database, làm việc với table, truy vấn dữ liệu các thứ đó. Thì hôm nay thì khi mà các bạn làm việc với bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó là các bạn sẽ phải access nó vào. Thì chúng ta sẽ làm việc với command, SQL command. Chúng ta sẽ làm việc với các câu lệnh và chúng ta sẽ based trên thằng MySQL. Về cơ bản thì các lệnh của nó không khác gì nhau. Tuy nhiên thì việc setup MySQL thì nó là free, nó miễn phí hoàn toàn. Chúng ta đang sử dụng cái gói là Latagon này. Thì các bạn mở cái phần Latagon lên. Các bạn click vào terminal này. Click vào terminal. Đó. Chúng ta sẽ ở trên Windows thì các bạn sẽ cd như thế này, chúng ta sẽ cd mỗi lần cd hai chấm thế này là chúng ta gọi ra, tức là bách ra một cấp. Đó. Thì để làm việc được với database, thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải là access nó vào. Access thì bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào với mỗi database thì chúng ta đều phải có các thông tin, đó là access by username và password. Đó. Dù đó là hệ thống nào đi chăng nữa, kể cả MongoDB thì các bạn cũng cần phải access vì đây là cơ chế bảo mật cơ bản nhất của cơ sở dữ liệu. Được chưa các bạn? Và ở trong nó có rất nhiều công cụ để hỗ trợ các bạn có thể tạo database, create table rất rất nhiều nhé. Tuy nhiên thì anh muốn giới thiệu cho các bạn, chúng ta sẽ sử dụng 100% bằng câu lệnh. Qua đó sẽ giúp các bạn nhớ hơn. Được chưa? Đó. Và nếu các bạn dùng tool thì được ngay, ví dụ như SQL Server nó có cả một cái công cụ SQL, hay là bên MongoDB nó có cả một cái MongoLab, hay là Postgres nó có cả một cái tool Postgres. MySQL thì nó có thằng MySQL Workbench. Thì đối với cái việc sử dụng lệnh để access được vào database, access vào server của MySQL ấy, server, thì chúng ta sẽ access qua cái câu lệnh này, access to server. Thì chúng ta sẽ access thông qua cái câu lệnh là, ví dụ đối với MySQL ở đây thì nó sẽ là MySQL trừ u root đó, được chưa? Đó. Thì câu lệnh này sau khi mà access xong thì các bạn sẽ phải nhập vào username và password như thế này. Bây giờ chúng ta thử nhé, bạn thử cùng anh nhé. Đây. Ví dụ chúng ta mở nó lên. Ở đây, thì đối với Latagon thì MySQL nó nằm ở đâu, server nằm ở đâu? Đây các bạn nhìn thấy hệ thống server của nó đây. Nó sử dụng MySQL server post đây. Được chưa? Và post của nó là 3306. Đây. Ok chưa? Thì khi mà chúng ta access thì chúng ta sẽ cd vào thư mục bin này. CD vào thư mục MySQL vì ở MySQL nó nằm trong đây cơ. Và chúng ta chạy version này lên MySQL trừ u root trừ p. Đó, được chưa? Và nếu mà các bạn enter không có password thì chắc chắn là nó sẽ không nhận. Đây này. Đó, được chưa? Và cụ thể trên máy của anh password nó là root. Đó.
Thì khi các bạn còn thường một số bạn cài Lazada lên nó sẽ chưa có password thì các bạn hoàn toàn có thể enter luôn. Các bạn hãy thử nó ở trên máy nhé. Đây, thì anh sẽ enter và anh truyền password vào như thế này. Thì sau khi mà access xong, thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có thông tin như thế này. Đó, được chưa? SQL Officer. Thì cái lệnh, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh làm việc với database, các lệnh cơ bản này. Khi thao tác, khi làm việc với database, thì cái lệnh đầu tiên đó là xem danh sách database. Để xem danh sách database thì các bạn hãy sử dụng câu lệnh là show database như thế này. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ để là comment nó sẽ là như thế này. Để các bạn hiểu. Show database. Ok chưa? Ví dụ quay trở lại đây, chúng ta show database. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Anh thao tác lại nhá. Exit thoát khỏi này. Đó. Đây, nếu Lalagon thì các bạn chạy đến bin, những cái khác các bạn cũng tìm đến thư mục bin của MySQL. Đó, CD đến bin rồi này, CD vào MySQL, các bạn nhấn tab ra, chỉ cần gõ như thế này và nhấn tab đây nhá. Anh bắt một cấp này. Đó, CD MySQL như thế này. Đó. Được chưa? MySQL chữ U Rose chẳng hạn như vậy. Rose chữ P. Đó. Đó. Được chưa? Thao tác nó như vậy. Các bạn enter và nhấn enter thôi. Còn nếu có thì các bạn nhập vào như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta thao tác xong thì câu lệnh chúng ta làm quen đầu tiên đó là câu lệnh show database như thế này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các database này. Được chưa? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy danh sách rồi, chúng ta muốn sử dụng một database, hay nói cách khác là để chọn một database để sử dụng, thì chúng ta sẽ phải sử dụng câu lệnh khác. Chọn database để sử dụng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh đó là view rồi sẽ là database name như thế này. Đó. Được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng ví dụ ở đây. Chúng ta sẽ view, ví dụ anh chọn một database đó là Select Laravel class 0620. Đó. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thay đổi như thế này. Lúc này là chúng ta đã chọn được database cần rồi. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm tiếp một việc nữa, đó chính là xem database, xem table trong bảng danh sách table trong bảng. Anh sẽ giới thiệu tất cả những câu lệnh xem trước. Được chưa? Chúng ta sẽ là như thế này. Là show table. Ví dụ ở đây của chúng ta sẽ chạy câu lệnh show table. Kết thúc mỗi câu lệnh MySQL phải có chấm phẩy nhé. Cái này nhớ cho anh này. Có một cái nốt đầu tiên đây là kết thúc mỗi câu lệnh trong SQL cũng vậy nhé.
có dấu chấm phẩy. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Thì chúng ta xem được danh sách database ở đây. À, xem được danh sách table ở đây. Ok chưa? Sau khi có danh sách table rồi, chúng ta muốn xem cấu trúc của một bảng. Cấu trúc của một bảng thì chúng ta sẽ sử dụng cái command là gì? Show table. Table. À, sorry các bạn. DESC description table dụ ở đây chúng ta muốn xem cái bảng user. Chúng ta xem như sau. DESC user có S. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy bảng user của chúng ta cấu trúc của nó sẽ như thế này. Đây. Được chưa các bạn? Cấu trúc bảng user nó sẽ như thế này. Đó. Vậy thì đây là phần xem, được chưa? Chúng ta muốn xem danh sách, xem một bảng có khóa, có index hay không. Tức là cột trong cái bảng đó có cột nào được đánh chỉ số index hay không, thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh show index from table, kiểu kiểu như thế này. Đây, ví dụ xem index của bảng. Thì chúng ta sẽ dùng việc các bạn nắm được các câu lệnh SQL nó rất là có ý nghĩa khi mà các bạn làm việc với server ở trong. Để xem index thì các bạn chỉ cần show index from table thì chúng ta sẽ thử, ví dụ như là show index from user này có s. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy xem là chúng ta có những chỉ số index nào ở đây. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có hai ba cột được đánh index, hai cột chứ, sorry các bạn, đó là email và phone, được chưa, là đã được đánh index. Khóa chính của một bảng nhé, khóa chính của một bảng mặc định là sẽ được đánh index, các bạn nhớ ra như vậy đó. Và kiểu index của nó là b3, b3, ok chưa, được chưa các bạn. Đó, thì đây là cách để các bạn có thể xem. Đó, thì chỗ này các bạn lưu ý cho anh như vậy. Và cột nào là unique thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy luôn ở đây. Nên unique này. Đó, rồi. Chúng ta xem được cấu trúc của bảng rồi, xem được các thông tin của bảng rồi, xem được index của bảng rồi. Vậy chúng ta tạo bảng như thế nào?